Tuy có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng Nhật Bản đã phát triển thành nước có nền kinh tế xếp thứ 3 thế giới với nền nông nghiệp hiện đại. Và chỉ với khoảng 3% dân số Nhật làm nông nghiệp, nhưng lại cung cấp lương thực thực phẩm chất lượng cao, dư thừa cho hơn 127 triệu người. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp nông thôn của Nhật Bản rất cần được Việt Nam tham khảo. Đây là ý kiến đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội thảo Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn của Nhật Bản, những bài học từ thực tiễn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức sáng ngày hôm nay. Hội thảo đã thu hút hơn 400 đại biểu cán bộ Hội Nông dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân Việt Nam và đại diện nhiều cơ quan tổ chức Nhật Bản. Theo nhiều chuyên gia nông nghiệp, kinh nghiệm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng chú trọng các nguồn lực tại chỗ sẵn có, làm động lực phát triển và liên kết chuỗi giá trị của Nhật Bản rất cần được tham khảo. Rõ ràng chúng ta không thể sản xuất theo kiểu là chia rẽ như thế, mà chúng ta phải chuyển thành chuỗi giá trị. Và muốn chuyển thành chuỗi giá trị thì có hai khâu phải làm. Khâu thứ nhất là toàn bộ phần đầu vào sản xuất và xuất ngoài là hợp tác xã phải vào tìm. Và thứ hai là toàn bộ cái phần sau thu hoạch cho đến thương mại và phát triển thị trường thì doanh nghiệp phải bao trùm. Và như thế thì cái liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua hợp tác xã phải được xây dựng. Đây là một thành công hết sức to lớn của Nhật Bản. Không phải không chỉ là thu hút doanh nghiệp từ ngoài vào trong doanh nghiệp, mà ngay việc chuyển nông dân, chuyển hợp tác xã thành quản lý của doanh nghiệp. Đây cũng là bài học hết sức là quý báu. Trong khi đó, theo Viện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản, một trong những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi từ Nhật Bản chính là thay đổi sản xuất theo yêu cầu của thị trường. Bởi trước đây, ngành nông nghiệp Nhật Bản cũng chỉ chú trọng tới người sản xuất, chưa quan tâm đến mong muốn của người tiêu dùng. Sau đó, Nhật Bản đã tập trung sản xuất thực phẩm sạch, an toàn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Nông nghiệp Việt Nam hiện tại tiềm năng thì lớn, nhưng năng suất trong nông nghiệp còn thấp và hàng nông lâm sản đang đối đầu với vấn đề làm sao quy chuẩn theo quốc tế hay đảm bảo an toàn thực phẩm. Những điều đó Việt Nam có thể học hỏi được rất nhiều từ phía Nhật Bản. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của Nhật Bản và cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo và học hỏi. Phó Thủ tướng cũng cho rằng Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, không chỉ là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai, đối tác du lịch thứ ba, đối tác thương mại thứ tư, mà Nhật Bản còn đang hướng đến triển khai, thực hiện chương trình hợp tác nông nghiệp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm tại Việt Nam, với kỳ vọng xây dựng thành công mô hình kiểu mẫu về hợp tác nông nghiệp trong khu vực. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão thì nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây gì đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Ừ,
đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra để có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ, này mà không tâm huyết bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân, cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu cá lê này, cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Chào chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên, còn 4 cân tự bán ra khác, nhưng làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền nhông, còn lớn như không què chân không lở rốn không mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.